Lại là Minh Phụng Music đây, anh em đã quay lại hết chưa nào? Hãy cùng mình xem video KBE88, một phiên bản nâng cấp của mẫu đàn quốc dân Atesia Performer. Ngay vào lúc này, bạn sẽ vô cùng đắn đo rằng Atesia BE88 với mức giá hơn 7 triệu có đáng lựa chọn hay không. Tuy nhiên, sẽ có nhiều lý do để sở hữu mẫu đàn này, như chính cậu khách hàng đã đến showroom để trải nghiệm và được ship hàng hỏa tốc ngay trong đêm với điểm đến là Gò Vấp. Khi đến giờ tan làm, mọi người dần dần ra về, tiệm xuất phát để đem hàng đến ngay cho khách. Khi đường phố lên đèn là lúc thích hợp để khám phá vẻ đẹp lung linh của thành phố, cũng là lúc vui chơi thư giãn. Sau ngày dài bận rộn nhưng team Minh Phụng vẫn đang tăng ca để giao cho các bạn những cây đàn chất lượng nhất. Đến nơi rồi, mang đàn vào nhà và tiến hành lắp đặt thôi. Trong thùng gồm có thân đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và một bộ nguồn. Quà đi kèm sẽ là một chân đôi và một jack phone. Các ưu điểm của dòng BE88 là gì? Để mình nói cho các bạn biết nha. Kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, chỉ nặng khoảng 9 kg và có thể dùng pin để bạn mang đi các phòng trà, đem đi học tại các trung tâm hoặc đi du lịch cùng cảm giác chơi hoàn hảo. Nhờ 88 phím cảm ứng lực nhấn cực nhạy, âm thanh cũng là điểm nổi bật trên Atesia BE88 với 137 âm sắc, kèm theo đó là 100 style mặc định. Màn hình LCD hiển thị rõ nét các chức năng giúp cho bạn dễ dàng thao tác. Đàn có các chức năng như metronome đếm nhịp, recording ghi âm, split chia bằng phím, duet trọng tiếng, harmony đánh bè, transpo tăng giảm tông và tích hợp big band cho bạn luyến lấy những âm thanh như là chanh sáo bầu. Kết nối đa dạng với cổng USB MIDI cho phép bạn kết nối với laptop, máy tính bảng, smartphone, pedal và micro. Đàn có hai màu đen trắng theo sở thích của người chơi, cùng chính sách bảo hành siêu hấp dẫn như bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Cảm ơn anh trai đã hài lòng với BE88. Hãy cùng bóc siêu thôi nào. Trước khi kết thúc video này cũng như rất nhiều video giao hàng khác, thì nếu có câu hỏi nào về mẫu đàn Atesia BE88 này thì hãy để lại comment cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ có like thì hãy share và subscribe luôn cho tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.